Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của Evuzi Auto với những chiếc xe giá rẻ. Và ngày hôm nay thì bên Evuzi Auto lại tiếp tục về cửa hàng một mẫu Kia Cerato đời 2018 các bác nhá. Máy 1.6, ngon lành bền rẻ luôn, số tự động luôn, auto full toàn bộ. Và chiếc xe này thì bên em đang bán giá rất là thơm, chỉ 485 triệu đồng vẫn có bớt cho các bác nhá. Xe đẹp, cam kết là không có lỗi lầm, cam kết không đâm đụng, không tai nạn ngập nước. Dòng sedan hạng sang, giá rẻ mà hiện đại vô đối luôn. Rất nhiều chức năng được tích hợp trên chiếc xe này. Và nói chung đây là một cái dòng xe sang chảnh mịn thơm, rất hợp với cặp vợ chồng mới cưới, những ai yêu thương nhau và những ai mà đam mê những cái bộ môn giá rẻ tại Vũ Duy Auto. Một chiếc xe Kia Cerato ngon lành bền rẻ với biển số Hải Phòng 15A49396 các bác nhá. Xe đẹp, bao cam kết, không có lỗi lầm, không đâm va, không tai nạn ngập nước. Cảm biến xung quanh xe cứng cáp vô cùng đấy, động cơ máy số thì êm lành mượt luôn. Và chiếc xe này thì bao zin về máy số gầm bệ cho các bác là thoải mái luôn, không đâm đụng, không tai nạn ngập nước, không phạt nguội. Một dòng xe lành bền, chạy rất là chắc chắn luôn các bác nhá. Và chiếc xe này thì em đang bán cái giá chỉ có 485 triệu đồng vẫn có bớt, nên là bác nào mà yêu thì các bác có thể là qua trực tiếp cửa hàng xem xe và trải nghiệm luôn. Một dòng xe lành bền với động cơ máy 1.6, mức tiêu thụ nhiên liệu rơi vào tầm khoảng 5,5 lít/100 cây. Ăn xăng ít, tiết kiệm nhiên liệu, lành, khỏe và chắc chắn luôn các bác nhá. Em này thì đăng kiểm đến tháng 4 năm 2023. Đồng hồ công tơ mét 5 bánh 6 vạn 8. Xe cứng, cam kết bao chuẩn chỉ luôn, lốp dép vẫn còn dày. Và máy số thì êm thin thít luôn. Hiện nay máy đang nổ nhưng mà đúng là đứng ở đây là không nghe tiếng máy rồi. Cái dòng này thì nói chung là được cái là vừa rẻ vừa ngon, vừa thơm vừa chất. Và bên em thì chuyên những cái dòng xe Kia Cerato giá rẻ. Đây là một con trắng và bên này là một con đỏ. Đấy, bác thích con nào cũng chơi luôn nhá. Và chiếc xe này thì bên em đang bán giá rất là mềm, có hỗ trợ trả góp ngân hàng đầy đủ. Các bác mà muốn trả góp ngân hàng thì các bác chỉ cần bỏ ra cái số tiền rơi vào tầm khoảng 200 triệu là các bác đã rinh được em xe này về rồi. Vừa rẻ vừa ngon vừa chất như vậy mà không mua thì còn mua cái gì. Và thời điểm này như chiếc xe đời này thì các bác có thể là trả góp trong vòng 7 năm nhá, thoải mái cho các bác luôn. Xe ngon, bao chất, bao lỗi, bao test hãng thoải mái cho các bác luôn. Và đây, ngay từ phần đầu của chiếc xe các bác đã nhìn thấy ngay cái logo mũi hổ của chiếc xe này rồi. Đời 2018 nó chưa có những cái điểm nhấn là những nút tròn, thế nhưng mà nó vẫn có một cái đẹp luột là một cái dòng xe này đâu cũng phải đơn giản đâu. Đấy các bác nhìn này, các cái mặt điểm trước của cái phần hốc gió này, hốc gió tản nhiệt, biển số Hải Phòng, ba biển thì không có gãy vỡ, không có lỗi lầm gì cả, xe rất là cứng đẹp luôn nhá. Sơn di đồng cản xe đều đẹp và cảm biến tiến với đằng trước này cũng có luôn này. Con này có cả cảm biến phía đằng trước và cảm biến phía đằng sau, hốc hút gió đây. Thể thao và đèn gầm thì hơi rộng một chút. Con này thì đang sử dụng bóng 35W. Đấy, và phía trên của chiếc xe thì con này đã được độ đèn bi led nhá. Đây là bi led này, kết hợp với đèn pha halogen, kết hợp với led mí xung quanh. Đấy, cái chỗ này thì hơi hấp hơi nước thì cái này em sẽ xử lý nhá. Xe vừa về chưa làm gì mà nó đã hấp hơi nước thì cái này xử lý đơn giản. Vâng. Cái đấy là đương nhiên rồi, một điều đương nhiên. Còn gân cabo này, mép cabo đây các bác nhìn này, mép cabo nó còn phẳng lì luôn này. Không hề lệch lạc và có chống ồn nhá. Còn gân cabo nổi căng bật rõ ràng luôn. Đấy các bác nhìn này, chất xe thì quá yên tâm luôn. Một dòng xe ngon lành bền rẻ và bên em đang bán cái giá chỉ hơn 400, trả trước 200 triệu xách xe ngay về. Đấy, đèn đóm thì sáng láng luôn và xe thì tương đối khá là cứng. Dòng xe chạy rất là ổn định luôn đấy các bác nhá. Đấy, cản trước này, xe đều đẹp luôn, sạch sẽ luôn, không hề lỗi. Đèn đóm sáng láng và toàn bộ sơn cản của xe là quá ok. Cảm biến đằng trước cho các bác để các bác yên tâm đi lại. Tôn vỏ là. Vâng, anh phát biểu về cái xe này như thế nào? Quá chắc chắn là xịn sò bạn ạ. Thế à, máy êm không? Máy êm như chó thở. Đấy, máy êm như chó thở các bác ạ. Thằng này không còn cái câu phát biểu là hay hơn được nữa. Nhưng mà thấy là ok, người chân thật nó vậy các bác ạ. Đấy, đấy là bạn sơn xe hơi bên nhà em nhá. Đấy, các bác nhìn tôn này. Chắc chắn dày luôn. Và cái chiếc xe này đang sử dụng la răng là la răng phay 10 chấu. Đấy, gọi là 5 chấu kép cũng được. 10 chấu, phanh đĩa 4 bánh đầy đủ luôn. Và lốp đang sử dụng là lốp Piranha, lốp 25, 45, la răng 17. Dòng lốp thể thao chuyên dành cho những chiếc xe mà gọi là phượt. Và những chiếc xe gọi là phượt ở trên đường bộ nhá. À đường bằng nhá. Đấy các bác nhìn này, lốp rãnh rồi. Lốp thể thao, nói chung là cái lốp này thì quá yên tâm rồi. Các bác đi những cái dòng này thì vừa lâu vừa bền mà nó dai. Đi cực kỳ là êm ái. Đấy, thế còn phần cua lốp, lòng lốp này, xe, à, các bác nhìn này, cua lòng lốp này, không hề có mục mọt nhá, còn nguyên luôn.
Chất xe thì con này thì đã được dọn dẹp rồi, nên nói chung là về chất xe thì khi mà đánh giá tổng thể thì con này tầm khoảng 90% so với các cái xe mới. Nói chung là về độ chất của xe thì ổn định rồi, các bác yên tâm nhá. Kính thì kính zin này, kính nguyên bản, và nóc của chiếc xe thì đã được dán phim vân carbon, quá ok và luột là trong tầm giá luôn. Cho đi bơm hơi đi, con ấy đang bị lon rồi. Đấy, cửa sổ trời đầy đủ các bác nhá, không thiếu một cái gì. Đấy, máy thì thực sự êm, tôn cánh này. Đấy, tôn cánh nó rất là dày. Và toàn bộ chỉ cánh của xe là bao zin còn nguyên. Này, chỉ cánh này, các bác nhìn chỉ cánh này, nó còn nguyên luôn, không hề lỗi lầm nhá, chỉ cánh còn nguyên. Đấy, phần ốc bên trên này cũng thế này, và các cái đinh hàn nó còn nguyên đây. Đấy, một chiếc xe tương đối là cứng cáp. Đấy, tuy nhiên là độ chất thì theo năm tháng thời gian rồi, 2018 đến nay 4 năm, thực sự đây cũng là một chiếc xe không phải gói là đẹp luột là, nhưng đẹp vừa vừa. Đấy, đẹp vừa vừa với tapi này, nội thất màu kem này rất đẹp, sờ là rất là mịn màng, và toàn bộ các cái này nó không bị lì mòn như kiểu vân tay tì nhiều. Và các cái phím này của xe là còn nguyên. Đấy, phím lên kính này. Và chiếc xe này các bác có thể để ý là đây là dán phim cách nhiệt tối nhá, nên là các bác đứng bên ngoài là không nhìn thấy gì, quá ok. Đấy, không gian bên trong là rất là riêng tư. Còn phần kính này này, đấy, lên xuống rất là nhanh chóng. Một chiếc xe ngon. Đấy, hệ thống kính lên lưng hạ là quá nhanh chóng và ok này. Sơn sườn tôn vỏ xe là cứng cáp đẹp đẽ luôn. Đấy, kính này lên xuống em test luôn cho các bác để các bác cùng thấy nhá. Thế còn về phần cột keo keo chỉ thì không cần phải trình bày. Riêng những cái dòng này thì bên em cứ đảm bảo cho các bác lét keng từng cm luôn. Xe đẹp luột là, đã được test mấy vòng rồi, nên là riêng về vấn đề cột keo keo chỉ là không cần phải trình bày nhiều. Thế còn về phần ốc này các bác nhìn này, các cái ốc bản lề này nó còn nguyên dấu luôn. Còn nguyên dấu nhá, dấu đóng này là chưa có động chạm một tí gì luôn, còn nguyên dấu ấy. Dấu từ nhà sản xuất luôn đấy ạ. Vâng. Và tem nhãn đây. Đây là một chiếc xe được sản xuất tại công ty ô tô du lịch Trường Hải Kia tại núi Thành Quảng Nam. Đấy, tem nhãn xịn sò luôn, 1.6 AT 2018 sản xuất tại Việt Nam, ghi rất rõ ràng. Vâng. Và xe này được cái là rất hiện đại với ghế da zin. Đây là da zin nhá, xe lăn bánh 6.8 da zin. Da nguyên bản, sờ rất là mềm. Và cái này này, ghế chỉnh điện là hiện đại luôn này. Đấy, các bác thấy chưa? Ghế chỉnh điện này, ngửa này, tựa này, đấy, lên xuống này, có cả bơm lưng nhá. Đấy, bơm lưng này, bơm dưới, bơm trên để làm sao các bác đi đường trường là không bao giờ bị mỏi lưng, mỏi gối nhá. Thế còn về phần vô lăng của xe thì tương đối là mới đó các bác nhìn ạ. Vô lăng này, mới tinh đình đình luôn, có phím tích hợp trên đây. Mẹ bố tiền sư lắm phím quá, nhìn nó có thấy hoa hết cả mắt mũi nè. Cái dòng xe Hàn Quốc nó toàn thế các bác ạ. Bác nào mà không quen thì nhìn đúng hoa mắt mũi, nhưng mà khi mà nhìn quen rồi thì rất là đơn giản. Đầu tiên các bác nhìn cho em cái này này, túi khí an toàn nhá. Cái này có là khi mà có ví dụ va chạm hay gì là bùng đánh cái bùm ngái thế là xong. Đấy, túi khí an toàn. Bên này thì các bác có ga tự động cruise control. Đấy, điều khiển ga tự động có gì đâu. Ấn vào cruise cái thế là nó ra cái chữ cruise xanh ở trên đây kìa. Đấy, cruise xanh đây kìa. Đấy, các bác nhìn nhá, đây em tắt cái này. Đấy, bật này. Đấy, cruise control. Sau đó thì các bác ấn gạt lên gạt xuống để cài đặt về tốc độ. Đấy, còn không dùng nữa thì ấn cancel thế là xong. Đấy, cái đấy là ok. Còn về các cái phần phím thực đơn này thì mình bấm vào đây cái là nó ra thực đơn ở ngay màn hình giữa kìa. Đấy, các bác nhìn chưa? Đấy, màn hình giữa đây. Cài đặt về Ranger là cái đồng hồ mà đo mức báo xăng còn lại đó. Và các cái đồng hồ còn lại đấy. Đấy, cài đặt đầy đủ nhá. Và các cái tùy chọn phím ở bên đấy. Còn bên này là điều chỉnh âm thanh và cái chế độ cài đặt cho các cái bộ phim hay là các cái video ca nhạc đang trình chiếu. Mình cài đặt bên này. Còn cái này nói thật các bác không thèm dùng. Nói chung là em ít khi em sờ đến nó. Còn vô lăng à, vô lăng mới tinh này. Các bác nhìn vô lăng này, mới tinh nhìn luôn. Vâng, xe đi ít lại còn được bọc ốp vô lăng thì ra là xe rất dữ. Và lăn bánh đúng 6.8 xịn sò nhá. Mặt táp lô của xe đây, vân là không da này. Đây là da chứ không phải nhựa này. Đấy, da của nó sờ rất là sướng. Đấy, và táp lô xe thì đẹp căng luôn. Bóng lộn lộn luôn. Đấy, căng đét luôn này. Màn hình OLED xịn sò, có điều hòa auto full hai vùng cả trước lẫn sau, auto đua này các bác nhá. Đấy, hàng xịn sò, có chế độ làm sạch không khí, clear air này. Đấy, không còn cái gì. Ui, lại còn hiện đại này các bác ạ. Đấy, cổng cái gì nhỉ? Sạc điện thoại thông minh. Đấy, sạc điện thoại thông minh là có cái gì đâu. Các bác đặt cái điện thoại lên đây phát là tự động nó sạc. Quá ok cho một chiếc xe tuyệt vời. Đấy, hiện đại vô đối luôn nhá. Số tự động và có chế độ driver mode, nghĩa là lái, chế độ lái, kiểm tra nào. Xem nó có những cái chế độ nào. Đấy, có màu xanh lên nhỉ, Eco. Màu xanh nhá. Rồi, tiếp tục là Sport, là thể thao. Đấy, nhìn thấy ngay, chế độ Sport nhìn thấy rồi. Và tiếp tục là chế độ Normal, là chế độ không thấy gì. Đấy,
ba chế độ lái cho các bác nhá, mà lại xe số tự động nữa, các bác phải quá dễ dàng sử dụng luôn. Mà lại còn có chế độ post này, là các bác nào mà thích thì có thể phấn khích, nên là mình đạp ga nghe nó sướng như kiểu bộ độ thể thao ấy. Gẩy số vô lăng trên đây. Đấy, máy 1.6 mà tích hợp vô đối các cái chức năng hiện đại. Đấy, đèn à, cái đèn của nó, cái phím đèn này gần như là nó chưa có mòn, mặc dù chỗ này là cầm phím nhiều nhá. 6.8 xe như là mới luôn nữa. Vâng, gương chiếu hậu chống chói có sấy nhiệt đây, đầy đủ này. Và cửa sổ trời hoạt động bình thường, một chạm nhẹ nhàng. Đấy, mở ra cái cho nó sáng bên trong. Em cứ thích sáng, nói chung là mình là người thích sáng láng đầy đủ. Đấy, có sao bán vậy. Đấy, xe rất là cứng nhá, máy thì thực sự là êm. Hiện nay máy đang nổ nhưng đúng là không nghe tiếng máy. Ghế chỉnh điện nhớ hai vị trí ở đây này. Đấy, đầy đủ nhá, không thiếu một cái gì. Các chức năng option của con này là em đã giới thiệu rồi ạ. Thế nên là các bác nào mà chưa rõ, chưa nắm được kỹ thì các bác có thể là qua em hướng dẫn chi tiết tận tình. Và đặc biệt là các chị em phụ nữ nhá, qua đây thì bạn sơn xe hơi bên em là sẽ hướng dẫn chi tiết và nhiệt tình chu đáo. Đấy, ghế da của xe là bao zin. Đấy, có khóa ghế trẻ em Isofix, hệ thống khóa ghế trẻ em Isofix này, nguyên bản nhá. Và sàn của xe là sàn da cao cấp, không phải như những cái sàn nỉ của cái dòng xe trung bình đâu ạ. Đấy, lốp dép thì dày khự rồi, Pizenza. Đấy, lốp dày khự luôn, lốp đẹp căng 2020. Lốp dày như thế này, ta lông nó còn nguyên như thế này. Đấy, ta lông còn nguyên này. Xe cứng đẹp luôn nhá, không hề lỗi. Cua lốp đây đây, các bác nhìn cua lốp này. Đấy, lòng cua lốp nó còn như thế này. Đấy, không cần phải trình bày nhiều. Nói chung là chiếc xe này thì cũng là một chiếc xe rất là ok. Mức giá của chiếc xe này thì em đang bán cái giá là 485 triệu đồng. Nhiều bác giật mình mà ui sao nó đắt thế. Thì thưa các bác là khi mà các bác nói được câu vậy thì cũng mời các bác xem ở đâu mà bán được rẻ hơn thì các bác có thể là ngâm cứu. Nhưng em khẳng định một câu, không có giá rẻ hơn cái giá đây đâu ạ. Một mức giá rất là mềm cho các bác nhá. Một mức giá vô cùng yêu thương. Vâng, thực sự là quá yêu thương luôn. Đèn hậu của chiếc xe này, các bác nhìn này, đèn hậu này. Đấy, bóng căng đét luôn, không hề có dạn nứt, không hề ố vàng, không hề có đọng nước nhá. Xe căng cứng, biển Hải Phòng 96 thì nhìn người ta đọc dịch ra là mãi lộc, có nghĩa là cái số cũng phát tài phát lộc. Đấy, quá yêu thương cho một chiếc xe tuyệt vời. Một chiếc xe máy chỉ có 1.6 thôi. Ăn xăng rơi vào tầm khoảng 5 lít rưỡi, 6 lít trên 100 cây. Cảm biến lùi, cảm biến tiến phía đằng trước rất là nhiều. Và chất xe thì quá ok trong cái tầm giá là 458 triệu đồng. Các bác nào mà thích thì các bác có thể là trả trước 200 triệu thôi. Các bác xích ngay con xe này về, không cần phải trình bày câu thứ hai. Nhưng mà em nhớ nói báo trước các bác là các bác phải không nợ xấu cơ. Chứ mà các bác nợ xấu thì chắc chắn là không thể làm được rồi. Đấy, cái đấy là rõ ràng nhá. Vâng. Hôm trước thì cũng có nhiều khách bảo là em là sao lại không làm cái lĩnh vực nợ xấu ngân hàng nhiều. Thì em thưa các bác là các bác mà đã nợ xấu rồi ạ, thì nói thật các bác là chứ ngân hàng người ta thiết rồi, người ta báo luôn cho cả hệ thống luôn, không thể làm gì được luôn. Đấy các bác, thế này các bác thực sự là thông cảm. Còn đâu các bác chỉ cần bỏ ra có 200 triệu thôi, hứa 200 triệu là các bác xích ngay được con này về rồi. Quá yêu cho rồi. Và điều hòa cửa gió vùng sau mát lạnh cuộc đời như các bác nhá, đầy đủ luôn. Nội thất bên trong xe thì đẹp căng. Và trần này, đấy, các bác nhìn quả trần nỉ của nó này, còn đẹp như này. Nói chung là sạch sẽ và không hề có lỗi. Đấy, trần nỉ này tươi rói luôn nhá. Xe đẹp như thế này nhưng mà giá lại thơm như muối mít. À, chỉ cánh em không cần trình bày. Con này thì được cái là tôn cánh của nó rất dày. Chỉ cánh bao đẹp cho các bác luôn. Đấy, các bác này, chỉ zin. Đấy. Đấy, chỉ zin nguyên bản nhá. Vẫn còn nguyên, đây là chỉ nguyên đấy ạ. Vâng, thế là theo năm tháng thời gian một số anh cứ bóp bóp ấn là thành ra nó trông nó hơi luôm nhuôm tí, nhưng cái này là chỉ zin nguyên. Đấy. Xe là không mất một phân ly keo chỉ nào. Đấy, chỉ rất là đẹp luôn. Cứng đét đèn đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn nội thất ghế trên bên phụ này. Và túi khí an toàn nên mần táp lô ở bên phụ đây. Đấy, nó còn nguyên. Cột keo chỉ không cần trình bày. Vâng. Đấy, ui giời, keo này các bác nhìn này, các cái đinh hàn này, đấy nó còn nguyên luôn. À, còn nguyên luôn nhá. Xe thực sự là một chiếc xe rất là cứng, nên là bác nào mà yêu thì cứ điện thoại cho em Uzi Auto. À, nhiều bác bảo là bên em thì con nào cũng đẹp, con nào cũng cứng, thế thì cái con nó mềm mềm và nó con nó xấu xấu thì nó đang ở đâu? Thì thưa với các bác là những cái con mềm mềm xấu xấu là cái thứ nhất là chắc chắn là 100% là bên em không mua về. Đấy, 100% là sẽ không mua về nhá. Con xe lỗi đâm đụng hay là gì đấy là bên em sẽ không mua về, không nhập về. Đấy, các bác cứ yên tâm. Nói chung là bác nào mà phát hiện ra xe lỗi nhà em thì các bác có thể là liên hệ với em. Sau đó thì em sẽ biếu các bác một khoản gọi là từ 10 đến 20 triệu đồng để mà nói chung là cảm ơn các bác vì các bác đã phát hiện ra được chiếc xe đó. Và bên em sẽ tiến hành tiêu hủy đàng hoàng, không công khai
Thế nhưng mà đấy là câu chuyện là chưa gặp bao giờ. Vì là cái vấn đề đấy là cũng đã đưa ra cái số tiền thưởng ấy rồi nhưng mà chưa có bác nào làm được nhá. Vâng, nói chung là các bác nhiều bác rất là mạnh mồm. Thế nhưng mà khi mà kiểm tra được một cái xe để mà ra được cái vấn đề mà xe lỗi á, thì bên em cũng đã phải qua đội ngũ thợ chuyên nghiệp này, rồi qua đội ngũ chuyên mua xe bán xe. Anh em đi tìm tòi mua bán rất là nhiều rồi. Thế nên là những chiếc xe lỗi là bên em sẽ không nhập về đầy đủ đàng hoàng. Còn bác nào phát hiện ra lỗi đấy, em nói rồi đấy, 10 đến 20 triệu đồng biếu các bác này nhá. Biếu luôn cho các bác luôn, công khai luôn. Đấy, rõ ràng luôn. Đấy. Thế là bác nào mà yêu thì các bác cứ qua cửa hàng xem xe trực tiếp tại Đông Sơn Thủy Nguyên Hải Phòng. Bên em thì xe nó cực kỳ nhiều luôn, thoải mái cho các bác xem. Đấy, thoải mái cho các bác xem và thoải mái cho các bác lựa chọn luôn nhá. Đấy, logo còn nguyên này. Đấy, logo nó còn nguyên này. Tai đèn còn đẹp. Nói chung là xe này thì cũng có xì tút xì tát lại rồi chứ không phải là nó nguyên sơn nguyên bản như thế hay là gì ạ. Vì là theo thời gian 5 tháng thì những chiếc xe nó không thể được gọi là như mới được, không thể giữ được như mới. Thế nhưng mà độ chất của nó thì không cần phải trình bày đâu. Và chất của xe thì nhìn cái là hiểu ngay. Và chiếc xe này, một chiếc xe rất là ngon, lành phở 2018 này thì bên em đang bán giá rất là thơm. Các bác nào mà yêu cái dòng xe giá thơm, ngon bổ rẻ đấy, các bác có thể là qua cửa hàng trực tiếp xem xe tại Đông Sơn Thủy Nguyên Hải Phòng. Đấy, bên em thì bán cam kết bảo hành đảm bảo đầy đủ. Đấy. Úi giời, này, dầu của nó còn như thế này mà. Vâng, dầu còn rất là ngon nhá. Xe sạch sẽ, dầu mỡ đầy đủ. Mở tiếp hơi thừa, 28 thì em vẫn cứ kiểm tra hơi thừa bình thường. Đấy, không có tí khói, không có tí hơi thừa dầu mỡ nào này. Đấy, xe rất là đẹp, cứng luôn. Và chiếc xe này thì em đang bán giá rất là thơm, thơm như muối mít. Đấy, chỉ có 485 triệu đồng. Một chiếc xe Kia Cerato đời 2018. Đấy, xe ngon giá vừa phải. Đấy, con này mua mới các bác đã mua phải gần gần 700 rồi. Thế mà tội gì các bác phải chơi xe mới. Mình mua con này về đỡ được bao tiền mà chỉ cần bỏ 200 triệu là cũng đã sở hữu được chiếc xe tuyệt vời rồi. Vừa về cửa hàng em, một chiếc xe ngon lành phở, một chiếc xe đẹp mà không có đối thủ về độ chất. Nói chung là nó gọi là gái hai ba chủ mòn con mắt, được đẹp, xe cứng, không lỗi lầm. Bao cam kết, bao test hãng thoải mái nhá. Và xe thì vừa về xong, biển Hải Phòng. Một chiếc xe giá rẻ 2018, máy 1.6, ăn ít xăng, ngon lành bổ chất. Vâng, và cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ và thơm tại Vũ Duy Auto. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bác. Và cũng cảm ơn các bác cho em một nút like. Xin cảm ơn. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.